cầu thủ bóng đá ngon thì con cao thước mấy? Dạ con cao 1m76 mét 1m76 mét con? Con uh, cao 1m76 uh, 2m76 số... 66 À 66 chứ sao mà 76 được thì ngoan gian mày <laughs> Rồi nào 76 nói trước <laughs> Hay 66 nói trước đi à, Con uh, có một đơn uh, Con có con mới đẻ ra là một tháng Bị xuất huyết nào rồi là vừa rồi là tháng 11 á. Ngày 11 tháng 11 em còn là uh, 19 tuổi mà em còn bị nghiện, nghiện 4 năm. Em còn lên đây làm làm chứng. Khi nào là con, con đang ở quê, con ở Quảng Bình. Khi nào là con uh, hôm đó là chủ giật con uh, đưa con của con, con đi uh, chịu xét thêm sức. Đúng rồi, rồi tôi quên xin lỗi con đoan. Rồi tôi. Chính khi nào mẹ con nhìn con con uh, học hạc quá và nó xanh sao quá mẹ con nói bây rắn đưa con đi bệnh viện đi con mới nói con mới nói con nói với mẹ con này nãy giờ rồi mà đang chết bốn ngày chùa đang có sóng lại mà. con của con có chùa thì nữa là con mẹ, mẹ con mới điền vào em của con trong đây đang lên giảm đường tiến bừng bưng lâm chứng cho chùa. cho chỗ con mẹ con mới điền cho em của con mới viết thư khẩn khi nở con rửa tôi con của con xong là con bôn đi bệnh viện Trung ương Huế. Vô là bác sĩ này bằng tình quá năng. Mà trên đường đi là con của con là cái máy ho đó. Rồi cuối cùng thì sao? Vì cuối cùng con của con nó sống hay nó chết? Cuối cùng là con của con vào trong cấp cứu là 6 ngày là con của con tỉnh lại. Là được 9 ngày là họ cho ra khóa cấp cứu bây giờ, hiện tại giờ, 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 giờ là rất là, là, khôn ngoan và năm viện đến một tháng trời mà được uh, năm năm là bà tám lạng lên tám lạng rất khỏe mạnh tên là gì Đà, tên là Nguyễn Tra Mỹ đây sẽ gửi tặng cho con cái uh, uh, quân lịch nha giáo điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa nhờ đâu mà con biết được ở đây mà con đem con đến để được chúa chữa lành và hôm nay con về đây con làm chứng con 2007 con vào đây con đưa cả gia đình con vào đây một lần rồi là con mua có hai cái đai, con là có một đứa em là lấy người tấn Tông. Rồi từ ngày hai ngày lẻ là nó lâm phép cười sống là nó bỏ bỏ chỗ luôn nó không đi lệ là vừa rồi mà có năm bệnh viện đó, ngày nào nó điền về hỏi 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 con này cháu đã đời chưa con mới hỏi này em đã đi xương tôi chưa Hắn này tư tư từ, từ tôi con mới nói này rồi bí khi mô chờ chết là mi mới xương tôi à xong là vừa rồi con em của con phải thằng em của con lên lâm chừng cái thang mà bình yên á lên lâm chừng nó đi theo xong là tuần vừa rồi nó điền về con nói em đã xương tôi rồi bao nhiêu năm? ba năm Hallelujah Đây cha gửi tặng cho cái đứa mà ba năm mới đi sinh tội Một tấm ảnh lòng thương xót Chúa Để nó nắm chặt lấy Chúa Đừng có bỏ Chúa nữa nha Và đây là cuốn tập sàn nhờ mẹ đến với Chúa Chủ đề đến vì yêu Rồi Chúa chúc lành cho con Rồi mời anh uh, mét 66 xong rồi tới mét